Chào tất cả mọi người, mình là Kim Anh. Kênh của Kim Anh là xem bói bài về tâm linh. Như thường lệ thì Kim Anh sẽ gieo quẻ và chia sẻ lên cái trang của Kim Anh để cho tất cả mọi người mình vào có thể tham khảo. Thì trước khi mà vào tham khảo thì Kim Anh cũng mong muốn mọi người vào trang của Kim Anh tham khảo. Mọi người nhớ đăng ký kênh ủng hộ giúp chị Kim Anh ha, để kênh của Kim Anh càng ngày càng được phát triển mở rộng hơn. Thì nói về trên con đường đi nước bước, trên con đường bổn mạng của mỗi người chúng ta thì nó cũng sẽ trải qua giai đoạn thuận lợi khó khăn, thì nó sẽ đi theo từng cái giai đoạn. Thì hôm nay Kim Anh sẽ gieo quẻ về cái vấn đề của bạn nữ này, tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976. Khi bạn tiến tới xây dựng hôn nhân hạnh phúc với tuổi Ất Mão năm 1975, thì nói chung năm nay là nằm vào cái năm tuổi của cái tuổi Ất Mão. Còn mình thì chuẩn bị là mình nằm vào là năm nay là mình nằm vào cái tam tai, và qua năm nữa thì mình bước vào cái năm tuổi. Thì trong cái năm tam tai năm tuổi này thì nói chung tốt nhất trên con đường bổn mạng của cái tuổi Bính Thìn mình thì mình cần cố gắng cầu nguyện nhiều, cũng như trong cuộc sống có được cái sự tu tập làm lành làm phúc nhiều hơn, để cho cái xui cái rủi của mình hoặc là trong cái cuộc sống của mình những gì mà nó đến với mình nó trải qua một cách nhẹ nhàng êm thấm. Thì nói chung cái xui hay cái hạn hay là cái hên cho mình cũng vậy, cũng nhờ vào cái phúc phần của mình là nhiều. Cho nên á, dù là năm xung năm hạn hay không, hoặc là trong cái vấn đề cuộc sống của mình á, tốt nhất là mình cứ có cái được cái sự tu tập hoặc rèn luyện thì nó sẽ hay hơn, tốt hơn ha. Thì nó sẽ bước qua những cái giai đoạn thuận lợi nhiều hơn là khó khăn. Hôm nay thì Kim Anh chia sẻ về quẻ bài của bạn nữ này là nói về trên con đường bổn mạng của bạn hiện tại bây giờ cho thấy tâm trạng của mình thì nóng nảy. Bạn đang nóng nảy mong chờ niềm tin cơ hội gì trên con đường bổn mạng của bạn, có thể nói từ 4 năm tới 9 năm qua. Thì nói chung là nó không đem đến cho mình cơ hội tốt, thành công đẹp, hoặc là trông chờ cơ hội gì, niềm tin gì đến với mình cũng vậy. Nó chỉ đem đến cho mình cái sự phai nhạt thôi, không đem đến cho mình được cơ hội thành công. Thì nói chung trên con đường bổn mạng hai vợ chồng đúng ra thì có cái sự đồng sức đồng lòng rất là tốt. Dù vậy thì nói về hai vợ chồng mình trên con đường đi nước bước, trên con đường bổn mạng hai vợ chồng mình thì nhắc hai vợ chồng mình năm nay làm ăn cái gì cũng vậy, cứ từ từ thuận thẳng. Tại vì nói về mình thì mình nằm vào năm tam tai nè, ông xã mình thì nằm vào cái năm tuổi nè, cho nên nhắc hai vợ chồng mình để trên con đường hôn nhân hạnh phúc hoặc là trong vấn đề làm ăn tài lộc của mình được thuận lợi thì tốt nhất là mình nên cố gắng cầu nguyện, hoặc là mình nên dâng sao giải hạn được tốt cho bản thân của hai vợ chồng mình trong cái năm xung năm hạn thì nó sẽ hay hơn, tốt hơn. Và điều đặc biệt là mình cố gắng có cái sự tu tập, hoặc là trong cuộc sống của mình cố gắng như là mình phóng sanh nhiều, không nên sát sanh, hoặc là thương yêu giúp đỡ người khác để mình lấy cái phúc phần đó mình sang bằng cho cái xui cái hạn của mình trong cái năm xung năm hạn của mình thì nó sẽ hay hơn, tốt hơn ha. Những gì mà mình mong chờ thì nói chung là cơ hội sẽ đem đến cho mình cơ hội tốt, thành công đẹp. Cơ hội và thành công có đem đến cho hai vợ chồng bạn trên con đường bổn mạng hai vợ chồng bạn bắt đầu từ tháng 4 về tới tháng 7, tháng 10 là hai vợ chồng mình sẽ có cơ hội. Dù vậy thì nhắc hai vợ chồng mình trên con đường hôn nhân hạnh phúc hiện tại bây giờ cho thấy vấn đề hạnh phúc của hai vợ chồng mình ở đây, cảnh ngôi gia mình đang sống. Thứ nhất, cảnh ngôi gia mình đang sống ở đây cho thấy là nó bị động tim là thứ nhất. Nó bị động tim như vậy thì thứ nhất là nó ảnh hưởng tới vấn đề sức khỏe người trong gia đạo của mình nè. Thứ hai nữa thì làm cho gia đạo của mình hay bị chào sáo lục đục. Tâm trạng thì người trong gia đạo thì nóng nảy không có được vui vẻ. Đó. Thứ hai nữa là vấn đề trên con đường hạnh phúc của bạn ở đây nói chung trong ngôi gia của bạn là một là hỏi về trong quá trình của bạn hư thai sa sút rơi rớt gì một cậu con trai hay không, hay là bạn vô tình cố tình phá thai bỏ thai gì một cậu con trai. Còn không nữa thì nói về trên con đường gia đạo của bạn ở đây là bạn bị vướng vào phong long tử. Phong long tử này thí dụ như trong quá trình của bạn bạn không bỏ thai phá thai hoặc là hư thai sa sút thì là phong long tử này do người ngoài đem vào trong gia đạo của bạn. Khi người ta bị hư thai sa sút, người ta vô tình người ta đến gia đạo của mình thì mình bị vướng phong long tử như vậy. Vướng phong long tử này có thể nói là từ 5 năm tới 7 năm qua chứ không phải là mới đây. Cho nên cái cảnh gia đạo của mình nó hay làm cho gia đạo của mình nó chào sáo lục đục, vợ chồng hay giận hờn tự ái nhau, xảy đem đến cho gia đạo những cái sự cố không hay không tốt trên con đường gia đạo. Thì để cho gia đạo của mình êm ấm thuận hòa tốt đẹp, không bị giận hờn, không bị tự ái, hoặc là dẫn đến vấn đề ly hôn ly thân ảnh hưởng tới vấn đề hạnh phúc của gia đạo của mình, thì ở đây nhắc bạn thứ nhất là bạn cần phải khắc phục cái vấn đề động tim trong gia đạo của mình.
Thì cái phần động tim này thì một là bạn quan sát ở phía ngôi da, trước ngôi da của bạn á, có thân cây cao to bóng mát gì thì bạn cần phải có cái sự khắc phục. Thứ hai nữa thì nếu như mà trường hợp không có thân cây cao to bóng mát thì bạn quan sát là có một con đường nào mà nó đi giống kiểu là đường mà nhìn là nó xuyên thẳng vào trong cái đường cửa chính nhà mình là hai. Còn không nữa thì nói về trên vấn đề gia đạo của bạn ở đây thì không biết cổng nhà chính của mình có đối diện cổng nhà chính của người khác hay không. Thì ba vấn đề đó thì nó ảnh hưởng tới vấn đề động tim trong gia đạo của bạn. Thì nó động tim như vậy thì như Kim Anh đã chia sẻ rồi là nó tạo ra cái sóng gió trong gia đạo của mình. Thứ nhất là ảnh hưởng tới vấn đề sức khỏe, thứ hai là ảnh hưởng tới vấn đề hạnh phúc. Vợ chồng lục đục chào sáo, gia đình thì chuyện nhỏ hóa thành chuyện to, chuyện ở ngoài đường lôi vào trong gia đạo ha. Thứ hai nữa thì gia đạo của mình ở đây là vấn đề bị vướng phong lâm tử. Phong vong tử này một là bản thân của mình tạo ra, hai là do người khác đem đến cho cảnh gia đạo của mình. Cho nên nói về ngôi gia của mình hiện tại không có được rạng rỡ, không có được sáng suốt. Cho nên nhắc mình trên con đường gia đạo của mình cần phải có cái sự khắc phục, nó sẽ hay hơn, tốt hơn. Để gia đạo của mình có được cái sự bù đắp trên con đường hạnh phúc của mình bắt đầu từ tháng 5 về tới tháng 9 là sẽ có được cái sự bù đắp. Nhưng mà vấn đề bù đắp được hay không là mình cần phải khắc phục trên cái vấn đề tâm linh. Còn riêng về trên con đường gia đạo hạnh phúc, hai vợ chồng bạn cũng nhắc luôn, thí dụ như là cuối tháng 4, tháng 5, cuối tháng 5 đầu tháng 6 hai vợ chồng mình thí dụ có cái sự xảy ra cái mâu thuẫn giận hờn từ ái nhau cái gì thì tốt nhất là nên nhường nhịn nhau để bảo vệ hạnh phúc cho nhau, chứ không dễ dẫn đến vấn đề ly hôn ly thân trên gia đạo. Tiếp nữa thì trên cảnh gia đạo ở đây cũng nhắc, ví dụ hai vợ chồng bạn có đến ý định đi đâu xa làm ăn cầu tài cầu lộc cái gì tuyệt đối không chọn tháng 5 làm đích. Đó là nói về hai vợ chồng mình ha. Còn hiện tại mà cảnh ngôi gia ở đây thì nói chung chưa phải là ngôi gia chính thức của hai vợ chồng. Cho nên nhắc hai vợ chồng mình trên con đường hạnh phúc thì cố gắng khắc phục nhiều hơn để mình bảo vệ cho nhau con đường hạnh phúc tốt đẹp hơn. Trên con đường công danh sự nghiệp tài lộc thì nói chúng đúng ra trên con đường sự nghiệp tài lộc của bạn từ 3 năm tới 9 năm vừa trước á, nó chỉ đem đến cho bạn cái tiếng thôi, không được cái miếng. Tiền tài thì nó vô đằng trước, nó tuột ra đằng sau, chưa nắm được tiền tài. Thì để trên con đường sự nghiệp tài lộc của bạn ở đây được tốt thì những gì mà bạn mong chờ trên con đường tài lộc của bạn thì nhắc bạn cứ giữ vững lập trường, đừng có nản chí. Thứ hai nữa thì nói đúng ra đường sự nghiệp tài lộc của bạn ở đây đang được âm phò dương trợ rất là tốt, quý nhân giúp đỡ mình rất là nhiều. Nhưng dù vậy thì trên con đường công danh sự nghiệp tài lộc của bạn nhắc bạn cơ hội có, tài lộc có thì nhắc hai vợ chồng mình cũng cứ từ từ thủng thẳng, không vội vàng, không nóng nảy. Đồng thời trên con đường sự nghiệp tài lộc của bạn ở đây thì nhắc bạn cần phải cẩn thận nhiều về vấn đề giao tiếp xã giao của mình. Tại đúng ra trên con đường tài lộc của bạn ở đây cho thấy được sự giúp đỡ của phái nam, hoặc là bạn được sự gọi là quý nhân giúp đỡ mình, đa phần là phái nam nhiều. Thì đa phần phái nam nhiều như vậy thì khi mà giúp đỡ mình về vấn đề làm ăn hoặc là nâng đỡ mình thì nói chung nó cũng ảnh hưởng tới cái phần tai tiếng. Như thí dụ nhắc bạn trong cái tháng 3, thí dụ như là có lời qua tiếng lại dèm pha, nói ra nói vào vấn đề gì về mối quan hệ thì nói chung nhắc bạn cần phải có cái sự nhường nhịn. Chứ bạn không nhường nhịn thì dễ ảnh hưởng tới cái tai tiếng của mình, ảnh hưởng tới danh dự của mình trên con đường sự nghiệp tài làm ăn của mình, không hay không tốt. Tài lộc đến với bạn nói chung vững vàng, cơ hội đến với bạn được hay không thì có thể nói từ tháng 7 về tới tháng 9, tháng 10 là bạn sẽ có cơ hội, có tài, có lộc. Cũng như khi đó thì cơ hội đến với bạn tốt, cho nên bắt đầu bạn muốn mở mang làm ăn thay đổi cái gì thì nhắc bạn bắt đầu từ tháng 7 đi lên. Dù vậy thì nhắc bạn nữa, cơ hội có, tài lộc có đi nữa thì nhắc bạn cứ từ từ thủng thẳng thôi, không vội vàng, không nóng nảy. Không vội vàng, không nóng nảy ha. Cứ từ từ thủng thẳng nhặt hoa rơi thì nó sẽ hay hơn, tốt hơn cho cuộc sống hôn nhân hạnh phúc hai vợ chồng mình cũng như vấn đề làm ăn tài lộc của mình. Thì đây thì nói chung cái quẻ bài của bạn á, thì nó thể hiện cho mình thì nó không tốt mà nó cũng không có xấu nhiều. Nhưng mà vấn đề trên con đường hạnh phúc của mình ở đây thì nó không được tốt cho lắm. Ảnh hưởng nhất là trên vấn đề hạnh phúc của mình. Cho nên cái cảnh gia đạo của mình ở đây thì nhắc bạn cần phải có cái sự chinh phục, chỉnh chu về vấn đề hạnh phúc gia đạo. Để gia đạo của mình nó được êm ấm, thuận hòa, vợ chồng nó hòa thuận hơn thì nó sẽ hay hơn, tốt hơn ha. Thì đây là cái quẻ bài của bạn nữ sinh năm 1976, cái mình chia sẻ lên mọi người vào tham khảo. Thì nói chung đây là chỉ là mang tính tham khảo cho những bạn cùng tuổi. Còn bạn nào mà muốn xem đi sâu vào bản thân của mình thì mình vào Zalo kết bạn, gửi thông tin kèm phí vào. Thì cái mình sẽ sắp xếp lịch xem cho mình ha. Còn đây là mình chỉ tham khảo thôi nha.
Thì hôm nay Kim Anh chia sẻ như vậy, và mọi người có ý kiến gì thì mọi người nhớ bình luận ở dưới giúp cho Kim Anh. Còn như mà mình muốn đi sâu vào thì mình vào Zalo. Còn clip này thì Kim Anh xin tạm dừng và hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo nha.